Chào mừng mọi người đã đến với kênh tô màu của mình. Thì hôm nay mình sẽ tô màu bức tranh một làng công chúa nha mọi người. Xin mời mọi người theo dõi video của mình để xem mình tô màu bức tranh này sẽ như thế nào nhé. Ok, bắt đầu. Ok. Ok, fry. Ai tháng sau qua. Tháng sau phải kiếm tiền để đủ đóng tiền 4 triệu để đi thực tế chuyên môn em ạ. Một tuần 4 triệu. Ăn uống đi chơi. Thật. Năm ngoái các anh chị khóa trước chỉ đóng 3 triệu rưỡi thôi. Công nhận nó mưa nó dài. Mưa này tắc đường không nhỉ? Mưa này có tắc đường không em? Chị nghĩ là có đấy. Em không trả lời được sao không hỏi. Biết đâu cái đường nhà em nó không tắc. Đi qua phòng ăn đầu mà tắc à? Và đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tô màu tiếp theo nhé. Bye bye.